Phía trước kia đó là nút giao cao tốc tại xã Tây An các bạn. Ở nút giao này thì trên địa bàn của tỉnh Bình Định là cách xa quốc lộ nhất, khoảng từ đây ra quốc lộ còn 9 cây số. Không có nút giao nào mà cách quốc lộ xa như nút giao tại xã Tây An này. Tại vì cao tốc không biết sao nhưng mà kéo lên tới huyện Tây Sơn luôn. Lên tới huyện Tây Sơn luôn các bạn. Lên tới 3 xã trên này. Và Tây An là nằm cách cái điểm ngã tư Gò Gen, tức là quốc lộ 1A đó, khoảng 9 km. Đó. Thì hôm nay sẽ review cái đoạn từ nút giao Tây An này ra với xã Bình Thuận của huyện Tây Sơn và ra khu vực do tập đoàn Sơn Hải thi công. Bữa trước có ghế nhưng mà họ đang trải nhựa lớp 2. Bây giờ thì ra cái gì mới không thì cập nhật cho mọi người xem. Ok các bạn. Đi ngược lại đây sẽ là sân bay Phù Cát và quốc lộ 1A. Sẽ là vào chợ Tây An. Còn bên trái này là đường tránh Tây An các bạn. Đó. Đoạn này thì mình thấy do tập đoàn Phúc Lộc họ làm thì cũng ok các bạn. Cái đá ta luy thì họ lát cũng khá là nhiều rồi nè. Đó. Khá là nhiều rồi các bạn. Thì lên cái nút giao của họ thử đi được chưa các bạn. Đi được rồi thì chạy qua Bình Thuận luôn. Nút ra giao ra vào của cao tốc tại Tây An này thì họ làm theo kiểu nút giao hai phía các bạn. Phía này là phía dưới. Còn ở bên kia đường là phía trên. Đây là loại nút giao mình thấy là tiện và rẻ nhất, chứ còn nút giao mà ra một phía thì phải làm cầu vượt còn tròn đó. Hiện tại thì nút giao ra vào này thì họ đã lên cái lớp đá thứ hai rồi nè bạn, cái dầm thứ hai rồi. Đoạn kia thì không biết sao đó. Đứng đây có thể thấy được chỗ đây cái đoạn Tây An này. Công trình họ lát ta luy đá tròn tròn này bạn. Đó, đá tổ ong á, mình hay gọi là đá tổ ong, không biết là bên công trình họ làm họ gọi là đá gì. Đó. Chỗ đây gần cái cầu này là có một đoạn đang làm chưa có xong các bạn. Đó các bạn. Hôm nay nắng đẹp này, đi quay đường là phù hợp vô cùng luôn. Đó. Ok, chị lên nút giao các bạn, lên đường luôn. Chạy thẳng vào cửa khoảng 4 cây số là khu vực sông Côn. Sông Côn rồi qua sông Côn là qua sông Côn là An Nhơn đó các bạn, địa phận của An Nhơn. Ok các bạn, chỗ đây thì thấy họ đang lưu cái lớp. Đá dâm này đó, một lớp dày khoảng 20 cm, khá là dài, khá là cao đó các bạn.
kia là nút ra phía trên các bạn, còn đây là nút ra vào phía dưới của xã. Đó, thì thẳng vào trong kia là Tây Vinh. Nút giao này cũng gần xong rồi nè. Đó, lên tới đây là nhập vào này, nhập vào đường các bạn. Cao gớm các bạn, chỗ đây cái đường so với mặt ruộng nó cao ghê luôn, cao khoảng 5-6 mét á, rất là cao luôn các bạn. Đường này thì chạy ok rồi, bữa trước mình chạy thì còn dính một hai cái cầu thôi. Phía sau kia các bạn, chỗ Tây Vinh đó, còn Tây An này chạy ok rồi, cứ chạy bình thường. Anh em công nhân thì đang lát ta luy đá cái chân của đường các bạn, chân của đường cao tốc. Đó. Phía dưới là đường tránh Tây An này. Chỗ này là cái cầu vượt của đường tránh các bạn. Trong kia là xã Tây An đó. Bên đây họ đang lát đá ta luy đường nè bạn, cao gớm không? Bạn thấy chỗ đây nó cao gớm không? Cao hơn đường bằng cái nhà lầu 2 tầng á. Đây xã Tây An đây. Tiếc là chỗ đây không có bay flycam cam được các bạn, gần sân bay không bay được. Đứng đây xíu cho bạn xem thêm này. Đó bạn, đi ra xíu nữa là thuộc xã Bình Thuận này. Hết Bình Thuận là hết Tây Sơn đó. Hết Tây Sơn là tới Cát Hiệp các bạn. Cát Hiệp của Phù Cát. Không biết nay Cát Hiệp làm như thế nào rồi. Cát Hiệp bữa trước thấy còn chậm lắm. Bay tập bay liên tục các bạn. Thôi chạy ra Bình Thuận nữa xem như thế nào. Vậy tại Tây Sơn này thì cao tốc khá là ok các bạn.
chỗ đây nó cao thôi này bạn, nó cao đoạn đây tí ra kia là thấp xuống lại. Bữa trước mình thấy phía trước chỗ Bình Thuận kia đang trải bê tông á, trải bê tông là cái phần cuối cùng để mà trải nhựa đó. Đó, cái nền đường bắt đầu nó thấp lần xuống này, nó cao ngay chỗ cái cống hai cái đường đi qua lại chỗ xã Tây An đó bạn, còn bắt đầu ra đây là thấp lần xuống này, với lại cái nền đất của bên cạnh đây nó cũng cao này. Đây bạn, đây chỗ đây trải bê tông này, cái trước kia đang làm không biết đi được không. Bê tông đường nè bạn, đây là cái phần cuối cùng sau khi trải đá dâm xong á, phần cuối cùng sau đó mới là trải một lớp nhựa nước các bạn, rồi sau đó mới trải các lớp nhựa tiếp theo. Đi được các bạn, thấy người dân đi qua lại được. Đang trải bê tông các bạn, đang trải bê tông. Phía trước đây có một cái đoạn núi nhỏ các bạn. Đó, các bạn thấy chỗ đây nó cao lên này, phía sau là nó thấp xuống, độ dốc khoảng chừng vài phần trăm các bạn, 4-5% gì đó thôi. C35 các bạn, xe của Ninh Bình đó, tập đoàn Phúc Lộc đó, đang thi công đoạn này. Đó, chỗ này chưa xong này. Chỗ này có một đoạn núi phía trước này bạn đang làm này, đang làm cái phần nền đường là chưa xong, chưa
chưa xong và chưa có bê tông cái đoạn này đó, vẫn còn đường đất qua khỏi cái phần núi nhỏ này thì bên kia đã trải bê tông rồi. Chỗ này thì bên núi bên này họ đang làm cái phần thoát nước các bạn, và làm phần chống sạt lở đó, một đoạn khoảng chừng tầm 400m, 500m các bạn, còn 400m trở lại thôi đó, còn qua phía trước đây là ok nè, đã trải nhựa này, đã trải bê tông rồi này. Đây, mình nhập lại đường mình chạy. Đó các bạn, phần này là xã Bình Thuận của Tây Sơn các bạn. Đây thì đứng đây có thể thấy được núi Một rồi nè, trước một chỗ cát khanh đó, phần này bê tông rồi này bạn. Công trường tập kết xe tiếp tục bê tông. Các bạn, mấy cái đoạn này thì cái mặt đường nó không có cao hơn dưới cái mặt đất ở phía dưới này. Đó, cơ bản là chỗ này không có cái hầm chui. Chỗ nào mà có các hầm chui hoặc là cầu vượt á thì bên thi công họ sẽ đắp cái đường khá là cao. Như chỗ Phước Thành đó bạn. Rồi chỗ Tây An đó, đường cao, và chỗ bên chỗ Nhân Phúc nữa. Chỗ đó có các cái con đường lớn phải đắp lên cao, còn đây là cái nền đường thấp, không do không có cầu chui, và cái nền đất nó cũng cao này bạn. Nền đất ở đây là trồng tiêu này, trồng rừng á. Đi ra xíu nữa là hết Bình Thuận rồi, chắc cỡ cây số nữa. Đoạn Tây Sơn thì có cái núi hồi nãy thôi các bạn, cái hồi nãy thôi là chưa có bê tông hoặc là đá dâm, còn lại là thấy họ bê tông hết rồi. Một hai cây cầu thì chưa có clip thôi, còn hai cây cầu chưa có clip được bạn, rồi
cái nút giao ra vô cho Tây An thì các bạn thấy rồi đó, có thể chạy xe qua lại ngon lành. À, đường họ đang lưu ngon lành. Check nút giao chỗ Tây An là check nút giao hoàn thành sớm trong các 8 nút giao ở Bình Định. Mình nghĩ vậy. Đây thì anh em đang làm cái lan can cầu. Đó, đang đổ bê tông lan can cầu các bạn. Đây có cái cầu này nữa, cao lên nè bạn, cầu cống vượt này, cống vượt chỗ đây là đường ra gần với chỗ Cát Hiệp á, chỗ gần với suối nước nóng các bạn, Hội Văn đó. Không nhầm thì bên phía này sẽ là thị trấn Ô Mây của Phù Cát. Phía trước kia thì thấy cổng trường họ đang làm bụi bay mù mịt. Chỗ đó là chắc là chưa bê tông cho nên là bụi bay các bạn. Vẫn còn đường đất. Ở phía dưới đây là Cát Hiệp rồi nè. Phần đây thấy người ta trồng củ mì. Dưới phần này là cát không nè. Cát Hiệp là có cái thổ nhưỡng ở đây toàn là cát không các bạn. Cát trắng. Như là chưa hết Bình Thuận đâu các bạn. Ráng đoạn nữa mới hết Bình Thuận. Ra khỏi cái rừng tràm trước này là mới là Cát Hiệp. Đoạn này họ đắp cao gớm không? Phía trước nó đang làm rồi, không biết nó đi được không. Chỗ đó là chắc là chỗ giao nhau rồi. Giao nhau của hai xã Cát Hiệp với Bình Thuận này rồi. Thấy điện mặt trời là sẽ là Cát Hiệp các bạn. Đến đoạn này vẫn chưa thấy điện mặt trời. Nhà máy điện mặt trời Cát Hiệp á. Rồi các bạn, đoạn này đoạn giao nhau này. Đó, qua đoạn đất đây là đoạn của đơn vị khác làm này. Đó, bên đoạn đất là của Cát Hiệp. Còn bên này là Bình Thuận. Đó. Cái bảng cắm ở dưới đây các bạn, bảng cắm ở dưới đây là của tập đoàn Phúc Lộc họ cắm đó. Phi công họ cắm. Chút bên Cát Hiệp này
mà thi công chậm quá. Cái chỉ có một đoạn các hiệp nhỏ thôi, chứ còn các khanh thì do Sơn Hải họ làm thì đã lên nhựa rồi. Bốn ông làm gì đó? Đang nghiệm thu đường gom dân sinh. Đấy. Bên đây Phúc Lộc các bạn. Phúc Lộc và đến đây. Thì mới hỏi anh bên công trình này, anh quản lý ở đây này. Anh nói là Phúc Lộc làm 14 cây số từ đoạn này các bạn, giao nhau với các hiệp, giao nhau các hiệp bên này này đó, từ đoạn đường đất á, các hiệp ngay cái bảng luôn, bạn đang cắm ngay cái bảng này này. Đây qua cầu Sông Côn đoạn là khoảng 14 cây số. Nói thiệt ra thì ảnh bên ảnh không muốn trải nhựa sớm thôi, để qua mùa mưa rồi trải nhựa luôn, là qua mùa mưa trải nhựa luôn các bạn, chứ còn bây giờ trải nhựa mùa mưa thì nó sẽ không có tốt, làm luôn lần luôn á. Anh nói là khoảng 3 tháng nữa ra là đường đẹp mê luôn đó. Các bạn cũng thấy là ở video này mình đi từ trong Tây An ra chứ quá ok luôn đó, xong hết, xong là xong điêu các bạn, từ ta luy cho đến đường gom dân sinh, rồi đường chính các bạn, đường chính đây là đường cơ bốc này, bê tông hết rồi, là quá 3 tháng nữa là trải nhựa luôn. Tức là khoảng qua Tết á, qua Tết là bắt đầu tập đoàn họ trải nhựa luôn một lần luôn đó. Bên này là của anh nói là bờ của tập đoàn con của Sơn Hải. Bên này thì chậm,